Thưa quý vị và các bạn thân mến, sáng thứ năm ngày 28 tháng 9 năm 2023, chúc quý vị một ngày thứ năm an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc nhé. Trở lại phần tin tức buổi sáng ở Mỹ ngày hôm nay. Tony, ngày mai là ngày rằm tháng 8 âm lịch, quý vị nào ăn chay thì chuẩn bị đi nhé. Và ngày mai cũng là ngày chúng ta sẽ được nhìn thấy chị Hằng ở trên cung trăng đó quý vị, tức là Tết Trung Thu đó quý vị ơi. Rồi, trong phần tin tức buổi sáng ở Mỹ ngày hôm nay, tôi xin phép được chia sẻ và cập nhật những cái thông tin nóng nhất, mới nhất về tình hình của nước Mỹ, về cuộc sống của người dân Mỹ và những cái sự kiện diễn biến nóng bỏng nó đang xảy ra, bao gồm những nội dung sau đây. Nội dung thứ nhất, đúng như lời ông bà ta thường hay nói trong cái câu tục ngữ, bần cùng sinh đạo tặc. Và đó là hình ảnh của đất nước Mỹ chúng em hiện tại bây giờ. Một cái đất nước Mỹ tự do, giàu có, hùng mạnh đâu rồi bà con ơi? Mà bây giờ rầm rộ, đặc biệt là các tiểu bang dân chủ. Những bà con quý vị nào mà sống trong tiểu bang dân chủ, cẩn thận củi vào lửa nha. Đây, sau khi một cái vụ cướp tiệm vàng rúng động tại cái khu vực Phước Lộc Thọ, một cái nơi gọi là thiên đường của người Việt Nam ở Mỹ đó quý vị, vào ngày hôm qua, thì bây giờ tối ngày hôm qua rầm rộ trên cái đất nước Mỹ này, đặc biệt là các cửa hàng Apple bán những cái sản phẩm iPhone, đặc biệt là iPhone 15 mới vừa ra đời, bị cướp, nó xông vào, nó cướp rầm rộ trên cái đất nước Mỹ này. Bà con cẩn thận củi và lửa. Vì sao xảy ra những cái tình trạng này? Chút xíu nữa Tony Lê sẽ đi vào cái chi tiết lý do vì sao, tại sao. Nội dung thứ hai, Triều Tiên cảnh báo chiến tranh hạt nhân cận kề với loài người, tới nữa rồi. Nội dung thứ ba, trên cái đất nước Mỹ này, các chị em phụ nữ mời mọc ai mua cái món hàng gì á, quý vị phải cẩn thận củi vào lửa. Mời mua cái gì cũng được ngoại trừ mua dâm. Ba phụ nữ người châu Á đã bị bắt vì mời người ta mua dâm. Và nội dung cuối cùng liên quan tới ngày hôm qua, khán giả của Tony Lê có cái anh chị nào hỏi sao lâu quá không thấy ông Mevade xuất hiện. Trời ơi, anh ơi, chị ơi, nhắc ông nào không nhắc đi, nhắc ông Mel Ba Đè làm gì đây? Anh chị vừa nhắc xong, vào buổi tối ngày hôm qua, tại thủ đô Moscow, ông Mel Ba Đè lại xuất hiện và cảnh báo quánh lộn với cả cái thế giới này và thiêu rụi đất nước Mỹ của chúng em. Vì sao, tại sao? Đó là những vấn đề mình sẽ chia sẻ sau đây, mời quý vị theo dõi. Cũng như thường lệ, nếu thấy thông tin nó hay, please bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta cùng nhau cập nhật. Và đừng quên để lại một cái like và chữ bình luận để chia sẻ kiến của quý vị đến với tất cả mọi người. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất liên quan tới chiến tranh hạt nhân cận kề với loài người chúng ta, đặc biệt là tại vùng châu Á. Thì vào ngày hôm qua, phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, đại sứ Triều Tiên tên là Kim Song, ông ta đã la làng cáo buộc Hàn Quốc và Mỹ đã làm cho cái khu vực tại cái nơi này gây gắt và gây cấn, là tại vì trong suốt thời gian vừa qua, Mỹ và Hàn Quốc đã liên tục tập trận và Mỹ đã điều động những cái máy bay ném bom hạt nhân, tàu ngầm hạt nhân, dân dân và dân dân đến nơi này, làm cho chú Ổn bất an, ăn ngủ không yên. Ok, làm cho chú Ổn phải phóng ra rầm rộ quả tiễn tên lửa trong suốt cái thời gian vừa qua, đạt kỷ lục luôn. Rồi, chưa hết, bây giờ chú Ổn chú đổ thừa Mỹ và Nam Hàn là những gì mà Mỹ và Nam Hàn đang làm là làm cho chú ta bắt buộc phải bấm nút hạt nhân, làm cho chú ta phải khởi động một cái cuộc chiến tranh hạt nhân. À, thấy chưa, gây cấn chưa? Bây giờ thì sau chuyến công du đến nước Nga thì ông ta trở về Bình Nhưỡng và ông ta đã tuyên bố một cái câu lạnh như nước đá, gây cấn quá. Không biết là có xảy ra hay không, nhưng mà hy vọng nó đừng xảy ra, cầu nguyện nó đừng xảy ra quý vị ơi. Và đó là cái nội dung thứ nhất, nhanh gọn lẹ. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ hai liên quan tới ông Mevade. Hôm qua khán giả của Tony Lê, không biết anh chị hỏi sao lâu quá không thấy ông Mevade ổng xuất hiện vậy, bây giờ ổng xuất hiện đây, anh chị nhắc cái gì chứ, trời ơi, linh quá, vừa nhắc ổng cái ổng xuất hiện liền đây. Vào ngày hôm qua, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh của đất nước Nga cảnh báo Mỹ, NATO, toàn cả cái thế giới này luôn là ê, tụi bay chuẩn bị đi, tao cảnh báo là tao xung đột toàn cầu luôn á, quánh cả cái thế giới này luôn, và đặc biệt là tao thiêu rụi đất nước Mỹ luôn đó. Đó, gây cấn chưa? Ông này trong suốt thời gian vừa qua, ông ta đã hàng trăm lần hù dọa
loài người là bấm nút hạt nhân. Ông này ông hù còn nhiều hơn ông chú Buri nữa. Ông này ông hù cả cái loài người chúng ta còn nhiều hơn chú Buri nữa. Hở ra một cái là ông hù dọa bấm nút hạt nhân. Nước Nga sở hữu 6.000 đầu đạn hạt nhân, cho nên lúc nào mở miệng ra rồi cũng đòi bấm nút hạt nhân, đòi bấm nút hạt nhân. À, thấy chưa? Vào ngày hôm qua, theo như tờ báo Reuters đưa tin, trong một bài đăng trên Telegram, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga ông Dmitry Medvedev cảnh báo phương Tây Mỹ là đã đang đẩy cái thế giới này đến một cái cuộc xung đột toàn cầu chưa từng thấy kể từ Thế chiến lần thứ hai. À, bằng cách là ông ta đổ thừa Mỹ đã cung cấp vũ khí cho Ukraine, tầm xa, hạn nạn, vân vân và vân vân, làm cho Nga không lụm được Ukraine. Và bây giờ bắt buộc ông ta phải quánh với cả cái thế giới này luôn. Và ông ta đã sẽ thiêu rụi đất nước Mỹ của chúng ta. Quý vị suy nghĩ coi, à, nước Nga có khả năng làm cái điều này không? Bình luận bên dưới nha. Rồi đó là cái nội dung thứ hai. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ ba, liên quan tới cuộc sống của người dân Mỹ. Trên cái đất nước Mỹ này, quý vị tự do mời mọc, người ta mua đồ, ok. Nhưng đặc biệt có một thứ mà quý vị đừng nên mời mọc người ta mua, đó là mua giờ. Mua giờ, chữ A, chữ M, à, gọi là mua dâm đó quý vị. Đây, vào ngày hôm qua, tại thành phố Emmons, tiểu bang Oklahoma, ba người phụ nữ châu Á đã bị cảnh sát Emmons bắt. Tại vì sao? Đã mời khách hàng mua dâm trong một cái tiệm massage. Và ba người phụ nữ châu Á này đến từ Trung Cộng. Tức là một tiệm massage, có thể là một massage chân, massage body gì đó. Nó nôm na người ta không có để rõ là massage chỗ nào, nhưng mà đề là tiệm spa massage, ok. Rồi, khi khách hàng vô trong đó thì những người phụ nữ này thì cũng bóp, ok, mát. Nhưng sau đó hỏi, ê, vô mua dâm không, vô mua giờ, đó. Thì đã bị cảnh sát chìm gai vào. Và khi mà những người phụ nữ này mời mọc như vậy, là đã bị những cảnh sát chìm này, người ta lấy bằng chứng, vật chứng, nhân chứng, người chứng, à, thành ra người ta bắt hết ba người phụ nữ này. Cho nên trên cái đất nước Mỹ này, nếu quý vị bán món hàng gì cũng có thể ok, nhưng ngoại trừ bán dâm quý vị nhé. Đó là cái tội đó quý vị nhé. Đừng bao giờ dính vào cái tội mời mọc, mua dâm, bán dâm quý vị ơi. Rồi đó là cái nội dung thứ ba. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ tư, cũng liên quan tới tình hình của đất nước Mỹ và tình hình của cuộc sống người dân Mỹ. Trong suốt 3 năm vừa qua, sau khi chú Bảy, Tổng thống Mỹ Joe Biden lọt vào được Tòa Bạch Ốc, thì chú Bảy đã đẩy rất là nhiều thứ trên cái đất nước Mỹ này nó tăng cao. Lạm phát tăng cao, vật giá tăng cao, xăng dầu tăng cao, tiền lãi suất tăng cao. Cái gì nó cũng tăng cao trong cái cuộc sống người dân Mỹ. Tệ nạn tăng cao, di dân lậu tăng cao, biên giới khủng hoảng cao, vân vân và vân vân, ok. Tiền đô la người dân Mỹ thì chả tăng cao, không có tăng đồng bạc nào cả, lương chẳng tăng, làm ra thu nhập cũng chẳng tăng, ok. Rồi đây, vào ngày hôm qua, tiểu bang California bị một cái vụ cướp rúng động, vụ cướp tiệm vàng tại cái nơi mà nó gọi là thiên đường của người Việt Nam, nó khu Phước Lộc Thọ đó quý vị. Thiên đường đó là 35 năm về trước thôi. Tony Lê đang dùng cái chữ thiên đường, cái nơi thiên đường đó là 35 năm về trước nha, lúc Tony Lê mới qua Mỹ đó. Còn bây giờ thì nó không phải là thiên đường nữa đâu quý vị, ok. Rồi đây, thì chưa kịp hoàn hồn, người Việt ở trên đất Mỹ chưa kịp tỉnh táo vì cái vụ cướp đó, người ta đang bàng hoàng sợ hãi lo lắng, ok, vì chính quyền Cali bất lực, ok. Thì tung một cái vào buổi chiều ngày hôm qua, rầm rộ những cái tiệm bán Apple, sản phẩm Apple á, những cái iPhone, những cái MacBook á, trên cái đất nước Mỹ này, ở những cái nơi mà nó gọi là tiểu bang dân chủ á, DC á, bị những cái bọn gia đời mấy chục đứa đi, nó càng quét, nó vô một lần mấy chục đứa quý vị nhé, nó gọi là cướp cô hồn á, vô một lần mấy chục đứa giống như vượt cô hồn á, rồi nó càng quét hết, rầm rộ. Trong khi đó cảnh sát thì dĩ nhiên những cái tiệm Apple này có cảnh sát đứng bảo vệ, vân vân và vân vân, nhưng bất lực, đứng nhìn thôi, không nhúc nhích, không làm gì cả. Nhiều người còn móc điện thoại ra quay phim lại nữa, okay, để cho nó muốn lấy gì lấy. Càng quét rầm rộ, đặc biệt là ở cái thành phố Philadelphia, một cái nơi mà nó gọi là hang ổ của tụi gia đời đó quý vị, ghê gớm lắm. À, Philadelphia giờ nó cũng ngang ngửa với California đó. Rầm rộ các cửa hàng Apple bị càng quét iPhone 15 vào buổi tối ngày hôm qua, làm rúng động cộng đồng mạng trên cái đất nước Mỹ này.
bà con nào ở tiểu bang dân chủ bây giờ phải cẩn thận củi và lửa, phải tự giữ mình đi chứ đừng có mà trông cậy vào chính quyền nữa, đừng có trông cậy vào cảnh sát nữa. Tại vì sao? Cảnh sát bây giờ người ta không có quyền lực gì trên cái đất nước Mỹ này cả. Tại vì những cái lực lệ mà những cái tiểu bang đảng dân chủ đưa ra đó là đưa bọn cướp lên ngôi, đưa người dân đi xuống, đưa cảnh sát bất lực. Cho nên quý vị phải tự bảo vệ mình, đừng trông chờ vào chính quyền nữa nhé. Rồi sau giờ phút nhanh gọi lại buổi sáng ngày thứ năm, tôi này cập nhật và chia sẻ những cái thông tin liên quan tới tình hình của đất nước Mỹ. Tôi này cảm ơn quý vị rất nhiều đã bỏ ra thời gian quý báu để xem cái video này. Nếu thấy thông tin nó hay thì bấm nút chia sẻ nhé, để bà con cùng nhau cập nhật, để bà con chuẩn bị tâm lý, tâm thần, tinh thần dân dân và dân dân trong cái cuộc sống hiện tại bây giờ cơm áo gạo tiền và bần cùng sinh đạo tặc trên cái đất nước Mỹ này. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Have a good day. Thank you.